Timothée Chalamet, tài tử và người mê, là tình đầu của Lourdes Leon, con gái Madonna. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair mới đây, người mẫu 24 tuổi Lourdes Leon lần đầu kể về tình yêu với Timothée Chalamet. "Chúng tôi từng hẹn hò một thời gian ngắn, tôi luôn tôn trọng anh ấy rất nhiều, anh ấy là bạn trai đầu tiên của tôi." Lourdes Leon và Timothée Chalamet gặp nhau khi học cùng trường trung học âm nyạc và nghệ thuật biểu diễn Fiorello Eslaguardia ở Manhattan, New York. Khi ấy, Lourdes đã rất nổi tiếng vì là con gái ruột của ngôi sao nhạc pop Madonna và bản thân cô cũng là một nhà thiết kế thời trang. Trong khi đó, Timothée Chalamet mới đóng một vài phim truyền hình và chưa có tên tuổi. Cánh paparazzi chụp được ảnh cả hai công khai thân mật hồi năm 2013, song lúc ấy, người trong cuộc phủ nhận hoặc từ chối nói đến chuyện này. Trong khoảng thời gian yêu nhau vào năm 2013, Lourdes từng dẫn Timothée về nhà ra mắt bố mình, cựu vận động viên thể hình Carlos Leon. Đôi trẻ cũng đi dự tiệc với Madonna, tuy nhiên, cả hai đều cố gắng giữ chuyện tình học trò một cách kín đáo. Chuyện hẹn hò không sâu sắc, rõ rệt, như đúng là vậy. Lourdes và Timothée đều đang ở tuổi teen, bởi vậy tôi đoán các bạn có thể gọi đó là tình yêu, một người bạn của con gái Madonna chia sẻ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, người này cho rằng Lourdes nhạy cảm, đa tình nên dễ rúng động với nhiều chàng trai. Mối tình của họ không chắc chắn sẽ bền lâu, người này nói thêm. Timothée Chalamet sau này trở thành tài tử và người mê ở Hollywood. Nam diễn viên điển trai bắt đầu tỏa sáng với vai diễn trong phim về tình yêu đồng giới nam Call Me By Your Name năm 2017. Cùng năm đó, anh góp mặt trong phim đề cử Oscar Lady Bird. Mỹ nam 25 tuổi tiếp tục gây ấn tượng với các phim A Rainy Day in New York, The King, Little Women. Timothée từng trải qua mối tình kéo dài gần 2 năm với nữ diễn viên Lily Rose Depp, con gái của tài tử Johnny Depp, từ năm 2018 đến năm 2020. Năm ngoái, anh có vài tháng gặp với người đẹp Hoff & Shaw Aiza Gonzalez. Khác với Timothée, Lourdes Leon không đi theo con đường diễn xuất mà lựa chọn lĩnh vực thời trang. Con gái rượu của Madonna hiện làm người mẫu và nhà thiết kế. Cô đang hạnh phúc trong tình yêu với nhà tạo màu tóc Jonathan Bottiglia.